Hello my loves, welcome back to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một trải bài mới với chủ đề các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình. Các bạn có đang đi đúng hướng không? Các bạn có đang làm đúng cái việc mà linh hồn của các bạn đến với kiếp sống này để làm hay không? Mình sẽ trải bài xem các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình và ngoài ra xem có lời nhắn nào nếu có hoặc thêm có thông tin gì có thể hữu ích cho các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có 3 tụ bài là 3 cái nến này. Đây là tụ 1 màu trắng, tụ 2 màu xanh lá cây và tụ 3 là màu tím. Các bạn hãy dừng video lại và chọn một tụ bài mà mình cảm thấy thích nhất hoặc là bị thu hút nhất nhé. Sau đấy thì mình sẽ để link thời gian ở bên dưới, các bạn có thể skip đến tụ bài của mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với tụ bài đầu tiên nhé. Hello my loves, xin chào các bạn tụ 1. Nếu như các bạn chọn cái nến màu trắng này thì đây sẽ là trải bài của các bạn về các bạn có đang đi đúng hướng hay không và có lời nhắn gì trên con đường soul purpose của các bạn hoặc là trên con đường các bạn đang đi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cả tarot. Mình sẽ để cái nến này ở đây. Xem có thông tin gì. Các bạn có six of wands. Các bạn có six of cups in reverse. Ngược. Và các bạn có the emperor. Trước hết thì mình thấy có hai số 6 ở đây. Thì mình cảm thấy là cho dù là các bạn đang ở cái chặng đường nào đi chăng nữa ấy, thì chắc chắn là nó đang rất là hài hòa và nó đang rất là phù hợp với cả cái sứ mệnh mà linh hồn của bạn đến đây để làm. Nên câu trả lời đầu tiên mình muốn cho các bạn biết thì chắc chắn là các bạn đã đi đúng hướng rồi. Bất kể là các bạn đang làm gì hoặc là các bạn đang theo đuổi một cái gì đấy. Với là Six of Wands đầu tiên thì mình cảm thấy là trên cái con đường mà các bạn đang đi hoặc là trên cái lĩnh vực mà các bạn đang làm, thậm chí là bất kể là cái gì các bạn đang theo đuổi, kể cả là tình yêu, công việc, một người nào đấy hoặc là một mục đích nào đấy mà các bạn đang muốn làm ấy, đấy thì mình cảm giác là các bạn đã đạt được một thành quả nào đấy rồi và các bạn đã được chú ý bởi những gì mình làm rồi. Với mình thì cái lá Six of Wands này luôn luôn là cái lá mà nó liên quan đến celebrity hoặc là một cái lá mà liên quan đến cái sự công nhận ấy. Và mình chắc chắn là các bạn đã phải trải qua một cái thời gian kiểu học hỏi, trải qua thời gian cố gắng làm cái việc mà mình giỏi, làm cái việc mà mình yêu thích. Sau đấy thì các bạn được công nhận bởi cái việc đấy. Với cái lá Six of Cups ở ngay bên cạnh này thì mình chắc chắn là cái công việc mà các bạn đang làm hoặc là cái thứ mà các bạn đang theo đuổi, kể cả đấy là tình yêu, kể cả đấy là mục đích sống hay là đến một nơi nào đấy sống đi chăng nữa, thì nó là một cái việc mà các bạn đã mơ ước từ rất là lâu rồi. Một cái việc mà nó đúng với cả những cái gì mà các bạn mong muốn từ ngày các bạn còn bé. Mình cảm giác như kiểu là có thể là từ bé các bạn đã có ước mơ là sẽ đi du lịch đến một nơi nào đấy chẳng hạn, hoặc là bạn ước mơ là bạn sẽ nổi tiếng, có thể là làm diễn viên, có thể là làm nghệ thuật. Thì sau đấy bây giờ bạn đã chắc chắn là kiểu đang theo đuổi đúng cái con đường đấy ấy. Và đó là một cái thứ gì đấy mà nó làm cho bạn kiểu vui từ bên trong ấy, làm cho bạn không chỉ là bạn của bây giờ ấy mà kể cả là bạn của ngày xưa ấy cũng đã mơ ước đến cái việc được đứng trên sân khấu, hoặc là cũng đã mơ ước đến cái việc là được mọi người công nhận rồi. Mình chắc chắn là ít hay nhiều thì bạn cũng đã được mọi người để ý tới bởi những cái gì mà bạn đã làm ấy. Hoặc không thì chắc chắn là chỉ trong thời gian rất ngắn thôi thì bạn sẽ được kiểu mọi người công nhận bởi những cái gì mà, những cái thành quả mà bạn đã đạt được. Mình nhìn thấy được rằng là có thể là những cái người xung quanh, những cái người bạn cũ của bạn ấy, ví dụ như kiểu học cấp 2 và cấp 3 ấy, cũng có thể có những bạn học cấp 3 ở đây, nhưng ý là những cái người bạn cũ, thậm chí cũng có thể là gia đình nữa, họ hàng, những cái người mà họ biết bạn từ nhỏ hoặc là ngày xưa họ biết bạn nhưng bây giờ thì họ không gặp nữa ấy. Họ sẽ nhìn vào bạn và họ sẽ nghĩ là kiểu không nghĩ là, không phải là không nghĩ bạn sẽ thành công như thế này, nhưng mà ý là họ sẽ nói chuyện với nhau ấy. Mình nhìn thấy là họ sẽ kiểu nói chuyện với nhau là em, mày có biết đứa kia không ấy, bây giờ nó giỏi lắm hoặc là bây giờ nó nổi tiếng lắm. Hoặc là mình cảm thấy là mọi người sẽ kiểu vào Facebook của bạn xong rồi xem là cuộc sống của bạn như thế nào, xong rồi nhìn xem là bạn rực rỡ như thế nào ấy. Mình nhìn thấy là họ sẽ kiểu truyền tay nhau ấy, xong rồi bảo là có cái này cái kia đấy, đứa này đứa kia nó bảo là bạn đã đạt được một cái gì đấy ấy. Nói chung là mình cảm thấy là cái thành quả mà bạn đạt được ấy, nó ở cái mức mà những người xung quanh sẽ để ý ấy, và kể cả những cái người từ
ngày xưa nữa, những cái người bạn cũ, những cái người họ hàng cũ. Mình cảm thấy là ở thời gian hiện tại thì có vẻ bạn đang ở trong thời gian kiểu chậm lại một chút, hoặc cũng có thể là đang nghỉ ngơi. Ở đây thì mình nhìn thấy là một số bạn, có thể là các bạn sau một cái thành công nào đấy hoặc là sau một cái cột mốc nào đấy, mình cảm giác như kiểu các bạn càng có thêm động lực để làm việc ấy. Các bạn về cái lá gì em R ngược này ấy, thì nó là một cái kiểu mình có cái cảm giác ở đây là các bạn đang kiểu làm việc thái quá, tức là cắm đầu cắm cổ vào cái việc đấy hoặc là cứ thế tiến lên phía trước ấy. Nó có một cái gì đấy kiểu không phải là tiêu cực nhưng mà nó hơi bị quá ấy. Tức là ví dụ GMR bình thường là cái năng lượng của một người mà hết sức là tự tin, hết sức là quyết đoán và không ai có thể chạm vào mình được ấy. Với cái lá này mà bị ngược thì mình cảm giác nó hơi bị thái quá, tức là phần nào đấy có thể là bạn đang vô cùng tự tin với những cái gì mình đã đạt được ấy, thì có thể là bạn đang kiểu chỉ muốn vươn về phía trước, bạn chỉ muốn kiểu tiếp tục đi tiếp, tiếp tục chinh phục ấy. Nhưng mà có thể phần nào đấy nó sẽ khiến cho sức lực hoặc là khiến cho cái thành quả của các bạn nó bị nó không thể đổ vỡ được, tại vì các bạn đã có một cái chỗ đứng nhất định rồi. Nhưng mà ý là phần nào nó sẽ khiến cho cái việc mà các bạn đang làm hoặc là cái con đường các bạn đang đi ấy, nó sẽ khiến cho các bạn mệt mỏi hơn hoặc là nó sẽ khiến cho mọi thứ nó kiểu không thể nào mà productive là gì nhỉ? Chúng bạn nó không thể nào mà hiệu quả được ấy, nếu như mà các bạn cứ tiếp tục kiểu tiến về với cái mức độ và cái phong thái nó kiểu muốn đẩy đổ tất cả mọi thứ đi để tiến về phía trước ấy, nó là kiểu vậy ấy. Mẹ xem là có thêm thông tin gì không? Tụ tụ một đang ở đâu trên hành trình của các bạn? Chúng ta có Eight of Cups. Chúng ta có Eight of Swords. Rất hay cái là ở đây các bạn có hai số 6, Six of Wands và Six of Cups. Ở đây các bạn cũng có 8 ly với cả 8 kiếm luôn. Nếu như các bạn không ấy thì đối với mình mà kiểu hai số 8 liền một lúc ấy, nó là dấu hiệu của việc gì nhỉ? Tiền bạc với cả cái sự thịnh vượng, rồi thì những cái gì mà các bạn đã từng gieo trồng từ trước ấy, bây giờ sẽ quay lại với các bạn ấy. Tức là nó là cái kiểu tất cả những cái gì tốt đẹp sẽ đang đến với bạn ấy. Với ba cái lá trên quầy này ấy, thì đầu tiên mình thấy là chắc chắn là để mà đạt được cái vị trí hiện tại thì mình thấy là các bạn đã phải bỏ qua rất là nhiều thứ, không phải bỏ qua mà đã phải bỏ đi và để lại rất là nhiều thứ đằng sau. Có thể là những cái người bạn không còn phù hợp với mình nữa, có thể là cái công việc nó không còn phù hợp với bạn nữa ấy, hoặc là những cái niềm tin, những cái suy nghĩ mà trước đây các bạn đã từng sống trong nó và bây giờ thì các bạn bỏ qua. Mình cảm thấy là các bạn đã vượt qua một cái khoảng thời gian mà nó hết sức là nặng nề. Có thể là trước đây các bạn không tin ở bản thân mình, các bạn nghĩ là mình không đủ giỏi, các bạn nghĩ là bản thân mình không phải là kiểu người có thể đạt được một cái thành công như thế này ấy. Các bạn giờ đây kiểu đã chứng minh là kiểu ngày xưa mình sai ấy. Mình cảm thấy là cái quá trình mà từ cái việc thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình ấy, đối với mình cái lá Eight of Cups nó cũng có một cái ý nghĩa như vậy nữa, tức là các bạn bỏ qua cái vùng an toàn của mình và các bạn đi đến cái phía trước ấy, thì cái việc mà các bạn đã bỏ qua được cái vùng an toàn đấy và thoát ra được khỏi cái suy nghĩ của mình ấy, thoát ra được khỏi cái suy nghĩ mà nó kìm kẹp các bạn lại ấy, thì mình thấy là các bạn đã phải dành rất nhiều thời gian để chữa lành nữa, chữa lành những cái tổn thương bên trong và chữa lành cả những cái suy nghĩ ấy mà mình không đủ giỏi, hoặc là những cái suy nghĩ mà kiểu nó đã gắn liền với cả trong óc của các bạn từ ngày xưa ấy. Đấy thì mình cảm thấy là nó là một quá trình khá là dài hơi ấy, và phần nào đấy thì các bạn đã vượt qua được nó rồi. Mình cảm thấy là các bạn đã vượt qua hoàn toàn rồi ấy, để có thể đến được cái lá Six of Wands này. Về cái lá Two of Pentacles ấy thì mình nghĩ là nó đi rất hợp với cả cái lá Four, nhầm, The Emperor này. Nó là cái việc mà các bạn đang cân khá là nhiều việc một lúc ấy, hoặc là bản thân
cái việc của các bạn đang làm ấy, mình cảm thấy các bạn đang khá là bận rộn. Có thể là công việc các bạn có rất là nhiều việc cần phải lo, hoặc là có rất là nhiều những cái việc mà cần các bạn phải làm ấy, và rồi thì các bạn cứ kiểu liên tục hết việc này đến việc khác. Cứ ví dụ như kiểu bạn làm YouTube chẳng hạn, thì nó sẽ là bạn làm cái video này xong rồi tiếp tục nó lại đến cái việc là các bạn phải edit nó như thế nào, xong rồi lại phải nghĩ xem là ngày mai làm tiếp cái gì nữa, xong đó các bạn kiểu cứ quanh quẩn trong cái vòng là lúc nào cũng liên tục như thế, và cảm giác là kiểu mọi thứ nó sẽ nó không thể loạn hết lên được, nhưng mà nó sẽ rất là vội ấy, khi mà lúc nào bạn cũng cảm thấy có cái việc đang phải làm ấy. Đấy, với hai cái lá là đi với nhau thì mình cảm thấy là công việc hiện tại của các bạn, hoặc là cái thời điểm hiện tại các bạn đang rất là bận, và mình nghĩ là Spirit Guide của các bạn đang muốn nói với các bạn là nên chậm lại một chút, hoặc là có thể là chậm lại để kiểu enjoy một chút đấy, nhìn lại xem là mình đã đi xa đến đâu rồi, vì thực ra là tất cả những cái gì dành cho bạn ấy thì nó vẫn ở yên đấy, và nó chắc chắn là vẫn đang chờ bạn ấy. Bạn không cần phải quá vội và không cần phải kiểu cắm đầu cắm cổ vào làm ấy. Đấy, cuối cùng ấy thì cái việc mà chúng ta cần ấy đó là cảm thấy vui ấy, và cảm thấy tận hưởng cái việc mà các bạn đang làm ấy. Ok, là các bạn đang đi theo đúng cái đam mê của mình, các bạn đang làm đúng cái việc mà mình yêu thích ấy, nhưng mà Spirit Guide của các bạn chỉ muốn nói là kiểu các bạn hãy kiểu tìm thấy niềm vui về nó ấy, đừng kiểu stress quá, đừng kiểu coi nó là công việc ấy, hãy coi nó là một cái thứ mà bạn làm vì bạn đam mê ấy, bạn làm vì bạn yêu thích ấy, chứ không phải là vì nó là công việc ấy. Vì thật sự thì chắc chắn là bạn sẽ đến đích và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình, chỉ là khi mà kiểu bạn đến đấy ấy, thì kiểu bình tĩnh hơn, vui vẻ hơn và kiểu tận hưởng cái hành trình hơn là cái việc cứ sồn sồn lên xong rồi cắm đầu cắm cổ làm cái việc đấy ấy. Chúng ta sẽ xem là có thêm lời nhắn gì cho các bạn không nhé. Có lời nhắn gì cho các bạn tụ một không? Các bạn có đang đi đúng hướng không? Các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình? Mình nhìn thấy là chắc chắn là hành trình của các bạn nó vẫn sẽ là một hành trình dài, nhưng mà các bạn đã đi đúng hướng rồi, và mình nhìn thấy là từ giờ trở đi ấy thì nó sẽ chỉ có niềm vui với cả sự đam mê thôi. Tất nhiên là nó vẫn sẽ có khó khăn, nhưng mà mình thấy là các bạn tràn đầy cái niềm tin và tràn đầy cái sự đam mê ấy, cái sự nhiệt huyết. Chúng ta có time for a nap đấy. Giống như mình nói đấy, các bạn đang dành quá là nhiều thời gian để làm việc ấy, thì giờ là cái lúc mà nhiều nghỉ ngơi ấy, hãy nhìn lại xem là mình đã đạt được những cái gì rồi, vì thật sự là kiểu bạn đã đi được một con đường rất là dài ấy. Đấy, giờ là cái lúc mà bạn có thể không phải là đến mức nghỉ ngơi mà chỉ là dừng lại để kiểu tận hưởng cái thành quả mà mình đã đạt được thôi. Chúng ta có poised, cái lá này có nghĩa là giống như kiểu ready ấy, sẵn sàng ấy, thì mình nghĩ là sau khi mà kiểu bạn nghỉ ngơi và kiểu có thời gian để ngủ, không phải là ngủ trưa mà là ý là có thời gian để kiểu nghỉ ngơi một chút đấy, thì bạn mới có thể sẵn sàng để đi tiếp, chinh phục tiếp cái con đường mà các bạn đang chọn ấy. Ở đây chúng ta có số 24 nữa, 24 cộng lại là 6. Có rất nhiều số 6 ở đây, cho nên là có thể các bạn là những cái người mà làm cái việc nó liên quan cái gì đấy đến cái việc quan tâm đến người khác à? Nó khá là, hoặc là có thể vì xã hội, nó cũng là những cái, nó cũng là cái số mà nó mang lại cái sự hài hòa nữa, thì chắc chắn là các bạn đang kiểu làm một cái việc gì đấy mà không chỉ có ích cho các bạn đâu, mà có thể là kiểu còn có ích cho cả những cái người xung quanh bạn nữa cơ, có ích cho xã hội nữa. Đấy là mình thấy thế, bất kể là các bạn làm việc gì, làm nghệ thuật, sáng tác nhạc, tarot reader, cảm giác có thể mang mọi người lại gần nhau ấy. Và lời nhắn cuối cùng nào cho tụ một không? Các bạn có đang đi đúng hướng không? Bạn đang ở đâu trên hành trình của mình? Chúng ta có lúc at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Đây là cung nhân mã. Về cái này, cái lá này thì mình nghĩ là thiên thần của các bạn đã muốn nhắn gửi là thay vì cái việc là kiểu cắm đầu cắm cổ làm bây giờ ấy, thì hãy nhìn được cái bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Các bạn có một con đường rất là dài để đi, các bạn có rất nhiều thời gian để kiểu có thể hoàn thành cái ước mơ của mình ấy, cho nên không cần phải vội để làm nó ngay bây giờ, không cần phải vội để kiểu thành công ngay ấy, vì chắc chắn là nó sẽ đến với bạn ấy. Mình đoán là bạn đã thành công rồi, nhưng ý là không cần phải vội đến cái mức là cứ thế mà kiểu
dồn đổ mọi thứ mà đi ấy, hãy chậm lại một chút và nhìn cái bức tranh toàn cảnh hơn. Cuối cùng chúng ta có your hard work is paying off. Đây là công market. Với cái lá cuối cùng này ấy, thì đúng là với tất cả những cái gì mà bạn đã làm trước đây ấy, thì nó đã được trả bằng cái phần thưởng xứng đáng hiện tại là các bạn đã được công nhận. Và nó cũng muốn nói là tất cả những cái gì mà các bạn cố gắng ấy, tất cả những cái gì mà bạn đã làm, các bạn suy nghĩ, các bạn thực hiện, chắc chắn là cuối cùng nó sẽ thành công ấy. Chính vì thế là không cần phải lo ngại gì nhá. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi một chút và nhìn vào bức tranh toàn cảnh lớn hơn, tiếp tục chinh phục giấc mơ hoặc là chinh phục đam mê của mình nhá. Đấy là tất cả những gì mình có thể nhìn thấy cho các bạn tụ một. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình có một kênh TikTok có làm về astrology và làm về các cung hoàng đạo. Các bạn có thể theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Hello my loves. Xin chào các bạn tụ hai. Nếu như các bạn chọn cái nến màu xanh lá cây này thì đây sẽ là trải bài của các bạn về việc các bạn có đang đi đúng hướng không, hoặc là các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình. Chúng ta sẽ đến với Tarot. Chúng ta có Ace of Wands, ngược. Chúng ta có Four of Swords. Và chúng ta có Three of Pentacles. Với ba lá bài này thì đầu tiên với Ace of Wands thì mình cảm thấy là các bạn đang có một cái đam mê hoặc là đang có một cái hành trình nào đấy mà các bạn đã đang theo đuổi rồi. Tuy nhiên thì có thể là nó đang bị delay hoặc là nó đang bị chậm lại một chút đấy, và bạn kiểu thắc mắc là tại sao nó lại bị chậm lại như thế. Có thể là nó dừng lại, các bạn dừng nó lại với mục đích nào đấy, hoặc là có thể là nó, hoặc là có thể nó bị stuck ấy ở một điểm nào đấy mà các bạn đang kiểu không biết tại sao ấy. Với cái lá Four of Swords này, mình có một cái cảm giác là các bạn đang bị sao nhãng ấy, đang bị giống như kiểu nghỉ ngơi lâu quá, hoặc là các bạn đang kiểu quên mất là mình cần phải làm gì ấy, gì nhỉ? Chắc chắn là các bạn đã có một cái gì đấy muốn thực hiện rồi, hoặc là có một cái công việc gì đấy đang làm rồi. Thứ nhất nhá, mình nhìn là có thể có một hướng là ở đây có những cái bạn mà các bạn đang làm một cái việc gì đấy, các bạn đang thực hiện một kế hoạch nào đấy, hoặc bạn có một cái đam mê gì đấy các bạn đã từng muốn làm, hoặc là các bạn đã có ở trong đầu rồi nhưng mà bạn cứ đang trì hoãn nó ấy, hoặc là bạn cứ đang kiểu delay nó ấy, các bạn cứ kiểu lần nữa không dám làm ấy. Có thể là các bạn chần chừ vì một lý do nào đấy, hoặc là có thể cái môi trường xung quanh, hoặc là bạn chưa có đầy đủ nguồn lực để có thể theo đuổi nó. Ví dụ như kiểu bạn nào muốn kinh doanh chẳng hạn thì có thể các bạn cảm thấy là mình đang không có đủ khả năng tài chính, hoặc là đang không có đủ thông tin để có thể bắt đầu cái kinh doanh đấy. Ở đây cũng có một số bạn là các bạn có cái ý định đấy rồi, có cái gì đấy trong bạn mách bảo là thôi thúc các bạn là mình phải làm nó đi ấy. Tại vì Ace of Wands nó là cái gut feeling ấy, cái cảm giác giống như kiểu trực giác ấy, mà nó ở trong người các bạn, mà nó cứ thôi thúc các bạn là kiểu phải làm nó đi, xong rồi phải phải theo đuổi nó ấy. Nhưng mà các bạn đang kiểu bỏ qua ấy, bạn đang kiểu cứ mặc kệ nó, cứ không trả lời cái cuộc gọi đấy, và cứ không trả lời cái cảm giác đấy ấy. Nó là một cái gì đấy mà các bạn cứ chần chừ không làm ấy. Mình không biết là kiểu các bạn đang có một cái khó khăn nào đấy, hoặc là bản thân các bạn đang kiểu không muốn rời khỏi cái vị trí mà các bạn đang làm, không muốn rời khỏi cái thời điểm hoặc là cái vùng mà các bạn đang ở trong đấy. Có thể các bạn đang cảm thấy thoải mái ở cái thời điểm hiện tại, nhưng mà nó sẽ là một cái cảm giác mà kiểu nó cứ muốn các bạn phải làm đi ấy. Cái cảm giác mà nếu như các bạn không làm thì nó cứ thôi thúc các bạn mãi vậy. Mình cảm giác là kể cả bây giờ kiểu bạn cũng không thể nào mà ngồi yên một chỗ được ấy, vì nó có một cái gì đấy nó mách bảo bạn là bạn phải làm cái việc này ấy. Một cái việc mà mình nghĩ là bạn đã nghĩ ra từ ngày trước rồi. Các bạn biết đó là việc gì, nó đã từng xuất hiện rồi ấy, và bây giờ thì kiểu nó lại quay lại ám các bạn ấy. Thế mình thấy như thế. Với Three of Pentacles thì có thể là nó là một cái là mách bảo là có thể các bạn nên làm việc cùng với người khác, hoặc là nên hỏi ý kiến người khác. Có thể là đối với những cái bạn mà các bạn cảm giác mình đang không có đủ thông tin để có thể
không có đủ thông tin và nguồn lực để có thể tiếp tục cái, không phải tiếp tục để bắt đầu cái hành trình này ấy, thì có thể là giờ là cái lúc các bạn hỏi bạn bè, hoặc là có thể giờ là cái lúc mà các bạn hỏi người khác ấy. Về cái lá thư Pentacle thì nó liên quan khá là nhiều đến bạn bè, vì mình cảm giác là chỉ cần các bạn mở lời thôi là sẽ có người khác sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ bạn ấy. Chỉ cần các bạn nói thôi là mọi người sẽ sẵn sàng kiểu ủng hộ bạn ấy. Mình cảm thấy là tất cả mọi người đều, không phải tất cả mọi người mà ý là kiểu bạn bè bạn ấy, sẽ rất là vui khi mà bạn bắt đầu cái sự thôi thúc này, hoặc là bạn bắt đầu cái hành trình này ấy. Nó là một cái gì đấy mà nó khá là phù hợp với bạn nữa, một cái gì đấy mà bạn yêu thích và bạn được mách bảo để làm ấy. Ngoài ra Three of Pentacles cũng khiến cho mình cảm thấy là đối với những cái bạn mà kiểu đang mải chơi xong rồi đang mải suốt ngày tụ tập bạn bè thay vì cái việc là bắt đầu cái việc mà mình muốn làm ấy, thì giờ cũng là kiểu cái lúc mà bạn nên làm cái việc đấy đi ấy. Xem có thông tin gì không. Tụ một đang tụ nhầm tụ hai đang ở đâu trên hành trình của các bạn, các bạn có đang đi đúng hướng không, tụ hai đang ở đâu trên hành trình của các bạn. Mình cảm giác là cái việc mà các bạn đang muốn làm ấy, nó đã chờ các bạn rất là lâu rồi ấy. Nó kiểu nằm đấy xong rồi nó chỉ chờ các bạn kiểu thực hiện thôi ấy. Và các bạn thì vẫn đang quanh quẩn xung quanh, các bạn nhìn người khác làm việc của người ta, các bạn nhìn người khác đạt được cái thành công mà người ta muốn, hoặc là thậm chí là các bạn còn kiểu giúp đỡ người khác ấy. Thay vì kịp là làm cái việc của mình là cần làm ấy, thì bạn lại kiểu chạy đi giúp đỡ bạn bè, hoặc là giúp các bạn bè làm cái khác. Chúng ta có Page of Cups. Có thể là các bạn cảm thấy mình chưa đủ giỏi trong cái việc này, các bạn cảm thấy là các bạn có ý định làm cái đấy thôi chứ chứ các bạn chưa đủ khả năng để làm ấy. Gì nhỉ, với Page of Cups và Eight of Pentacles ở đây ấy, thì mình thấy là có thể là với cái việc các bạn đã định làm ấy, các bạn tự cảm thấy là mình vẫn chưa đủ giỏi, hoặc là các bạn tự cảm thấy là mình training chưa đủ nhiều ấy, các bạn muốn dành thời gian để kiểu tiếp tục học hỏi, tiếp tục đào sâu thêm kiến thức, hoặc là tiếp tục kiểu nghiên cứu ấy, tiếp tục học tập đấy. Có một cái gì đấy là ví dụ như các bạn nào muốn trở thành ca sĩ chẳng hạn, đây là mình ví dụ thôi nhá, nó có rất nhiều ví dụ, nhưng mà ví dụ bạn nào muốn trở thành ca sĩ chẳng hạn, thì thay vì cái việc là bắt đầu đi hát thật sự ấy, hoặc là bắt đầu kiểu ra bên ngoài kia để thể hiện tài năng của mình, thì các bạn lại dành thời gian để kiểu cứ ở trong nhà để kiểu luyện mãi, xong rồi xem clip này clip kia, xem người ta làm như thế nào. Tương tự như việc ví dụ bạn nào đấy muốn trở thành YouTuber chẳng hạn, thì thay vì cái việc là các bạn kiểu up clip đi ấy, thì các bạn lại cứ tiếp tục tìm hiểu xem là người ta làm như thế nào ấy. Nó là cái kiểu các bạn ở trong cái trạng thái mà cứ luyện tập khá là lâu rồi ấy. Về cái lá Eight of Pentacles này ấy, thì nó muốn nhắn nhủ là các bạn đã kiểu đủ giỏi rồi ấy, các bạn đã training đủ nhiều rồi ấy, giờ là cái lúc để kiểu bắt tay vào làm đi ấy. Nó là cái kiểu về cái lá Page ấy, nó là cái kiểu gì đấy rất là trẻ, rất là mới. Chính vì thế là các bạn có cái đam mê, các bạn có cái sự thôi thúc, nhưng mà các bạn lại cảm thấy là mình vẫn chưa sẵn sàng, mình vẫn chưa đủ giỏi. Sau đấy thì nó vẫn kiểu nhưng mà mình phải làm nó, mình phải làm. Nghĩa là một nửa các bạn thì thôi thúc các bạn làm, còn trong đầu các bạn lại nghĩ là nhưng mà mình vẫn chưa đủ giỏi, biết đâu mình kiểu làm như thế xong mọi người lại cười mình thì sao, hoặc là xong rồi các bạn lại tiếp tục để kiểu nghiên cứu xem ấy. Mình chỉ muốn nói là bất kể là các bạn bắt đầu từ đâu, hoặc là bất kể là mọi thứ nó diễn ra như thế nào ấy, thì kể cả những cái người giỏi nhất ấy, thì họ cũng phải bắt đầu ở một cái vị trí mà như bạn, họ phải bắt đầu ở cái vị trí mà họ phải tập làm những cái gì đấy ấy. Chứ bạn không thể nào mà bắt tay và làm một cái việc gì đấy và master với cái việc đấy luôn được. Bạn không thể nào mà kiểu vừa mới đi làm giáo viên một cái mà các bạn đã kiểu dạy giỏi luôn được ấy. Các bạn phải đứng lớp, các bạn phải nói nhiều, các bạn phải thử sức nhiều thì các bạn mới có thể chuyên nghiệp, các bạn mới có thể tự tin được. Các bạn phải phải đi thực tập đấy, nói chung là phải có rất nhiều sự thử nghiệm. Đối với những bạn làm sale thì không thể nào mà các bạn gặp khách hàng lần đầu tiên mà các bạn đã có thể kiểu nói chuyện mượt mà rồi thì hiểu rõ sản phẩm được. Nó đòi hỏi cái việc là các bạn phải
Các bạn phải bắt tay vào làm và các bạn phải thử thì các bạn mới biết được rằng là nó có cái gì đang chờ mình và nó có cái gì mà kiểu mình cần phải học thêm ấy. Vì đơn giản là kiểu các bạn cứ ở trong cái kén của mình và các bạn cứ ở trong cái tổ của mình xong rồi ngồi suy nghĩ lên làm như thế nào hoặc là nên làm gì ấy, nó không thể nào, không phải nó không thể nào mà ý là nó sẽ delay cái việc mà các bạn muốn làm ấy. Với cái lá dờ vua này ấy, thì mình cảm thấy là cái thành công hoặc là cái ước mơ, cái con đường mới, cái chặng đường mới mà kiểu cái cuộc sống mới ấy mà các bạn mơ ước ấy, mà các bạn đang hướng đến ấy, nó kiểu đang gõ cửa rồi ấy, nó kiểu đang ở ngay bên kia thôi và kiểu nó chỉ chờ bạn là kiểu mở cái cánh cửa sang ngay bên kia thôi là bạn sẽ bước vào cái cuộc sống và bạn sẽ bước vào cái con đường, cái công việc, cái tình yêu, bất kể là bạn đang theo đuổi cái gì, bạn sẽ bước vào cái đấy. Bạn sẽ bước vào cái con đường đấy rồi. The World nó là cái lá mà kiểu nó nói đến cái việc kiểu hoàn thành ấy, kết thúc một chu kỳ nào đấy. Thì mình cảm thấy là cái chu kỳ hiện tại mà các bạn đang ở bên trong nó ấy, nó đáng lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi ấy. Chỉ cần là kiểu các bạn mở cái cánh cửa này ra và các bạn bước vào cái con đường mới này thôi ấy, thì các bạn sẽ bước sang một cái chương hoàn toàn mới. Và bất kể là các bạn đang muốn làm việc gì ấy, thì các bạn đã training với nó đủ lâu rồi, các bạn đã đủ kiểu giỏi rồi ấy. Giờ là cái lúc mà các bạn đang bước chân vào cái, bạn đang kết thúc cái việc, cái quá trình kiểu thực tập một mình, cái quá trình mà học lý thuyết đi ấy. Giờ là cái lúc mà kiểu bạn thật sự phải kiểu bắt tay vào làm ấy. Mình nhìn thấy ở đây là mọi thứ nó đang thôi thúc bạn là kiểu phải theo đuổi cái thứ mà các bạn đang làm, hoặc là theo đuổi cái việc mà các bạn đang kiểu ở trong lòng các bạn đang rất là muốn làm ấy. Có thể là một số bạn thì bạn cần phải kiểu hỏi thêm bạn bè hoặc là sẽ có sự giúp đỡ của bạn bè. Hoặc không thì mình chỉ cảm thấy là có thể nhá. À mình nhìn thấy là đối với một số bạn thì các bạn đang giữ cái việc ở trong lòng mình và không dám nói ra. Mình chỉ thấy là kiểu chỉ cần các bạn nói ra là các bạn làm việc này thôi là tất cả mọi người sẽ rất là support đấy. Có thể đó là một cái việc gì đấy mà bạn cảm giác là khi mà nói ra thì mọi người sẽ cười mình vì cái việc này nó khá là ngớ ngẩn chẳng hạn. Ví dụ như kiểu có bạn bảo là mình muốn làm diễn viên thì bạn sợ là kiểu người ta sẽ cười mình ấy. Hoặc là mình muốn làm tarot reader kiểu thế, bạn sợ người ta cười mình nhưng mà thực sự thì không ấy. Mình cảm giác là chỉ cần bạn nói ra thôi thì tất cả bạn bè của bạn sẽ support bạn ấy và những người xung quanh cũng sẽ support bạn nữa. Chúng ta sẽ đến với cả là Oracle Cast để xem là có thêm thông tin gì về chặng con đường của các bạn nhé. Các bạn ở đâu trên hành trình của mình? Chúng ta có By the Book. Với cái lá này ấy, thì mình nghĩ là số 11 nữa. 11 là cái số kiểu thiên thần ấy. Có thể đây là cái số mà các bạn hay nhìn thấy thời điểm hiện tại 1111 11 giờ 11 phút. Với cái lá này thì mình thấy là các bạn hãy kiểu đi theo cái, thứ nhất là đi theo cái sự kiểu cái con đường mà mình đã chọn ấy đấy, làm những cái gì mà bắt đầu cần phải làm ấy, các bạn không thể nào mà kiểu master ngay từ đầu được đâu. Ngoài ra là với ba con voi này ấy, thì mình cũng cảm thấy là nó sẽ là kiểu bạn bè hoặc là những người xung quanh ấy, đối với những cái bạn mà kiểu muốn có một ai đấy hợp tác với mình hoặc là muốn có một ai đấy kiểu dẫn đường cho mình ấy, thì cái năng lượng nó hết sức là tích cực cho các bạn. Ngoài ra nó cũng ý nghĩa là các bạn chỉ cần các bạn kiểu mở lời thôi là sẽ sẵn sàng có cái người kiểu dạy bảo bạn hoặc là giúp đỡ bạn ấy, và bạn chỉ cần kiểu đi theo cái con đường đấy thôi ấy. Các bạn không cần phải kiểu cứ ở một mình xong rồi cứ cố gắng một mình làm gì ấy, vì chắc chắn là sẽ có người kiểu giúp các bạn ấy. Tiếp theo chúng ta có poised, cái này có nghĩa là ready ấy, sẵn sàng ấy, thì mình nghĩ là mình không cần phải nói nhiều về cái này ấy. Các bạn đã sẵn sàng rồi ấy, các bạn không còn ở trong cái giai đoạn là kiểu ở một mình xong rồi nghiên cứu một mình nữa ấy. Các bạn đã sẵn sàng với cái việc là bước chân vào cái thử thách mới hoặc là bước chân vào con đường mới rồi. Đây chỉ là một cái lời nhắn hoặc là cái dấu hiệu cho bạn biết là bạn nên làm nó đi ấy. Nói chung là giờ là không còn là cái lúc kiểu suy nghĩ hoặc là luyện tập nữa ấy. Giờ là time là take action ấy. Đấy, giờ là cái lúc kiểu bắt tay vào làm ấy. Chúng ta có believe in the impossible. Blue moon. Đấy, bất kể là các bạn bơ ước gì, bất kể là công việc đấy nó có điên rồ đến đâu, nó có khó khăn như thế nào, thì hãy tin là kiểu nó hoàn toàn có thể ấy. Nó là kiểu sự tin tưởng của bạn ấy. Cảm giác như kiểu là chắc chắn là kiểu bạn chỉ cần làm thôi nó sẽ thành công ấy, vì bạn đã kiểu sẵn sàng rồi ấy. Cho nên là đừng kiểu chần chừ nữa ấy, xong rồi đừng kiểu tự hỏi bản thân và cũng đừng nghĩ là mình chưa đủ giỏi ấy, vì chắc chắn là kiểu các bạn sẽ làm được ấy.
Cuối cùng chúng ta có You are very close to achieving your goal. Cái này mình thấy nó rất giống với cả cái lá The World nhưng mà bị ngược này nữa. Bạn đã rất gần với nó rồi ấy. Ý là chỉ cần bạn bước chân sang thôi ấy, chỉ cần bạn bắt tay vào làm thôi ấy, là cái mục tiêu của bạn, cái ước mơ của bạn ấy, nó sẽ đến với bạn ấy. Kiểu không còn gì kiểu ngăn bạn lại, và không còn gì kiểu giữ chân bạn lại ở cái thế giới bên kia, ở cái chu kỳ cũ nữa ấy. Giờ là cái lúc mà kiểu bạn bước chân vào cái chu kỳ mới được rồi rồi ấy. Và chờ đợi bạn phía trước là một cái tương lai, một cái hành trình mà nó đầy đam mê, đầy nhiệt huyết, cái hành trình mà bạn yêu thích thôi. Đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy like, subscribe nếu như các bạn thích. Mình có một kênh TikTok có làm về cung hoàng đạo và astrology, các bạn có thể check qua nhé. Cảm ơn các bạn và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Hello my loves, xin chào các bạn tụ ba. Nếu như các bạn chọn cái nến màu tím này thì đây sẽ là trải bài của các bạn về các bạn có đang đi đúng hướng không và các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình. Ngoài ra thì có thêm lời nhắn gì cho các bạn không nhé? Chúng ta sẽ đến với cả phần tarot đầu tiên. Các bạn có giờ Chariot. Vậy là bài đầu tiên này thì mình chắc chắn là bất kể là các bạn có đang hỏi câu nào thì chắc chắn là các bạn đang đi đúng hướng rồi. Các bạn đang đi đúng cái con đường của các bạn rồi ấy. Các bạn đang đi đúng cái sứ mệnh mà linh hồn của các bạn đến đây để làm rồi. Vì cái lá giờ Chariot này mình còn cảm thấy là các bạn đang kiểu ở trong cái trạng thái mà kiểu tiến về phía trước ấy, xong rồi bất kể là bất kể là có cái gì nó ở trước mặt các bạn, bất kể là có cái gì nó ở phía trước ấy, cũng không thể nào làm các bạn chùn bước, cũng không thể nào làm cho các bạn chậm lại được ấy. Mình cảm thấy là các bạn đã biết rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì rồi ấy. Hai cái con ngựa này ấy, nó giống như kiểu một trắng một đen ấy. Các bạn đã biết được phía trước là ok, có thể là sẽ có thành công, sẽ có thất bại, có tốt, có xấu, nhưng mà các bạn sẵn sàng với cái việc là đối diện với nó ấy. Các bạn sẵn sàng với cái việc là sẽ không có cái gì cản bước được các bạn ấy. Chariot cũng là năng lượng của cự giải nữa. Chính vì thế là có thể bạn nào đấy là cự giải Sun, Moon or Rising. Nếu đúng thì đây là xác nhận với cái việc là bạn đã kiểu chọn đúng tụ bài rồi. Ngoài ra thì mình còn nhìn thấy là về cái nến màu tím ấy, màu tím nó là cái màu của Third Eyes, cái màu của con mắt thứ ba ấy. Chính vì thế là chắc chắn là đối với những cái bạn mà chọn tụ bài này ấy, các bạn đã biết được rằng là mình có nhiệm vụ gì trong cuộc đời này, các bạn biết chắc chắn được rằng là mình muốn làm công việc gì, mình muốn đi cái con đường như thế nào, mình muốn đóng góp những cái gì cho xã hội, mình muốn có cái tác động như thế nào đến với thế giới, mình muốn làm cái gì ấy. Đấy, mình cảm thấy được rằng là mọi thứ từ con đường các bạn đang chọn này, từ sứ mệnh của các bạn này, từ cái việc các bạn đang làm ấy, mọi thứ giống như kiểu nó thẳng hàng rồi ấy, nó không còn cái việc là bị lệch hướng đi nữa ấy. Mình cảm thấy tất cả mọi thứ mà các bạn đang làm, tất cả những cái gì mà các bạn đang đang đi ấy, nó hoàn toàn kiểu phù hợp với cả cái con đường mà các bạn đã chọn ấy, và phù hợp với cái con đường mà linh hồn các bạn đến đây để làm. Mình cảm thấy là các bạn là những cái là một cái cung mà in talk chả, tức là kết nối rất là mạnh với cả cái trực giác của mình ấy. Các bạn tin vào cái việc là mình phải nghe cái tiếng gọi ở bên trong ấy, cái tiếng nói ở bên trong ấy, và các bạn tin được rằng là mình có một cái sứ mệnh cao cả và lớn hơn, thay vì cái việc là kiểu chỉ có cái công việc đi làm hàng ngày ấy. Lá tiếp theo chúng ta có Page of Swords. Để xem lá cuối cùng luôn. Chúng ta có Two of Pentacles, ok. Với hai cái lá tiếp theo này, Page of Swords nó là cái việc mình cảm thấy thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà bạn đang download, các bạn đang nhận được rất là nhiều những cái thông tin, những cái ý tưởng từ gọi là vũ trụ cũng đúng, hoặc là từ spirit guide của các bạn, từ cái thiên thần của các bạn. Giờ là cái thời điểm mà các bạn nhận được rất là nhiều ý tưởng, nhận được rất là nhiều những cái thông tin kiểu kiểu vậy ấy. Và nó giờ chỉ còn là kiểu cái quá trình mà các bạn biến cái thông tin đấy hoặc biến cái ý tưởng đấy nó thành hiện thực thôi ấy. Kiểu đưa nó từ, chúng ta có Swords và Pentacles ở đấy đúng không? Swords nó là những cái gì liên quan đến suy nghĩ, nó liên quan đến tâm trí, nó liên quan đến lời nói, và Pentacles nó là một cái gì đấy kiểu thực tế hơn ấy, vì nó là đất mà, thì nó là một cái mà chúng ta có thể cầm được, nắm được ấy. Vì thế mình thấy đây là một cái quá trình mà các bạn đưa những cái thông tin
đưa tất cả những cái ý tưởng mà các bạn nghĩ ra hoặc là các bạn được đem đến ấy và đem nó trồng xuống đất ấy, đem nó kiểu gieo hạt xuống ấy và biến nó trở thành một cái gì đấy thực tế. Ví dụ như kiểu bạn có ý tưởng kinh doanh chẳng hạn thì giờ là cái lúc mà kiểu bạn đem cái ý tưởng đấy biến nó thành một cái công việc thật sự ấy đấy, và manifest nó thành một thứ ở trên cái thế giới 3D này, nếu như các bạn hiểu ý mình. Với cái lá giờ Chariot này ấy, thì mình cảm giác là không có cái gì có thể làm các bạn chùn bước ấy, và bất kể là kiểu với cái ý tưởng gì xảy ra ấy, bất cái ý tưởng gì trong đầu thì các bạn cũng làm được ấy. Mình cảm thấy các bạn đang khá là bận rộn nữa, vì ở đây chúng ta có đến kiểu nhiều cái bóng đèn ấy, giống như kiểu có rất là nhiều ý tưởng ấy. Trong đầu các bạn có rất là nhiều thứ, rất là nhiều công việc, rất là nhiều plan, rất là nhiều kế hoạch mà các bạn muốn làm, rất là nhiều thứ mà các bạn muốn thực hiện. Có thể là các bạn muốn làm cả cái việc này, cả việc kia. Ví dụ làm kinh doanh thì các bạn sẽ muốn bán rất nhiều mặt hàng, hoặc là ví dụ các bạn làm leader hoặc cái gì đấy thì bạn có rất là nhiều kế hoạch để có thể dẫn dắt cái team của mình, hoặc là để tiếp tục cái công việc của mình ấy, và nó khiến cho các bạn kiểu cứ khá là bận rộn ấy, cứ kiểu phải cân bằng giữa rất là nhiều việc với nhau, phải cân bằng giữa rất là nhiều những cái task với nhau ấy đấy, và nó khiến cho các bạn kiểu mình cảm thấy là đang ở trong cái giai đoạn mà có rất là nhiều thứ khiến cho cần các bạn take care và cần các bạn làm ấy. Tuy nhiên thì cả ba lá này nó đều không có lá nào bị ngược cả. Mình cảm thấy là cái năng lượng hiện tại của các bạn ấy nó đang rất là tự do ấy, nó rất là trôi chảy ấy, và chỉ cần các bạn nghĩ ra cái gì thôi là các bạn sẽ làm được nó ấy, và mình đang cảm thấy là các bạn làm nó rất là tốt ấy. Ngoài ra ở đây mình cũng nhìn thấy là có thể có một số bạn, các bạn đang cân hai việc một lúc nữa. Có thể các bạn có cái việc ban ngày là làm ở công ty nào đấy chẳng hạn, sau đó thì buổi tối hoặc là ngoài giờ thì các bạn có cái công việc riêng của mình hoặc có cái công việc kinh doanh riêng của mình ấy, thì mình cũng cảm thấy là các bạn đã làm rất là tốt. Spirit guide các bạn đã muốn nói là các bạn đã làm rất là tốt. Các bạn đang đi đúng hướng rồi, và với những cái bạn nào mà các bạn đang phân vân giữa hai ngành học hoặc là đang phân vân giữa hai công việc ấy, thì mình cũng chỉ muốn nói là các bạn hoàn toàn có thể làm tốt được cả hai ấy, vì ở đây có rất nhiều thứ mà kiểu liên quan đến số 2 ấy. Ở đây có hai con ngựa này, hai con chim này, và kiểu đang tung tẩy hai đồng xu ấy, nên mình cảm thấy là kiểu bạn hoàn toàn có thể làm tốt được hai việc một lúc ấy, và các bạn đang làm nó rất tốt. Mình cảm thấy là kiểu năng lượng cái tụ này là giống như kiểu vào đây chỉ kiểu để mình khen bạn thôi vậy, vì thật sự là các bạn đã đi rất là đúng hướng rồi ấy, và cái hành trình của các bạn gần như là kiểu từ giờ trở đi là không có cái gì có thể làm các bạn dừng lại được ấy. Tất nhiên là có thể vẫn sẽ có khó khăn ấy, nhưng mà mình cảm thấy là cái sự công nhận mà các bạn mong muốn hoặc là cái thành quả mà các bạn mong muốn ấy nó đang ở phía trước rồi ấy, và chỉ cần các bạn tiếp tục đi thôi thì các bạn sẽ nhận được nó. Để xem có thông tin gì không. Mình cảm thấy các bạn là một cái người mà mình nghĩ các bạn sẽ là cung cardinal, cardinal sign, những cái cung đầu tiên ấy, các cung đầu tiên của một mùa ấy, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết, những cái cung mà có rất là nhiều ý tưởng ấy, những cái cung mà rất hay là kiểu bắt đầu ấy. Chúng ta có Seven of Cups, những cái cung mà kiểu là người kiểu nghĩ ra những cái ý tưởng mới, cái dự án mới ấy. Mình cảm thấy các bạn có rất là nhiều năng lượng của cái người làm sếp ở đây, leader ấy, Seven of Swords. Chúng ta có Ace of Pentacles và cuối cùng có Page of Pentacles. Ở đây chúng ta có rất nhiều số 7 nữa. Số 7 là cái số của seeker. Dịch ra là gì nhỉ? Giống như kiểu những cái người mà tìm kiếm ấy, hoặc là cái việc mà cái kiểu người mà kiểu học hỏi không ngừng ấy. Nên mình cảm thấy là bất kể là bạn là ai nhá, bạn làm công việc gì và bạn đang ở cái thời điểm nào ấy, thì mình cảm thấy bạn là một cái người mà không ngừng học hỏi ấy, và không ngừng nghiên cứu tìm tòi để kiểu có thêm được cái kinh nghiệm và có thêm được thông tin, có thêm được những cái gì mà giúp đỡ cho hành trình của các bạn, hoặc là chỉ đơn giản là kiểu giúp đỡ cho con người các bạn thôi ấy. Bạn là kiểu học hỏi không ngừng ấy. Mình chắc chắn cái tụ này là một cái tụ mà kiểu các bạn có suy nghĩ rất là tốt nữa và rất là thông minh nữa.
với hai cái lá Seven of Cups và Seven of Swords ở cạnh nhau như thế này ấy, thì mình cảm thấy là với những cái bạn mà kiểu các bạn đang đứng trước rất là nhiều cơ hội hoặc là bạn đang đứng trước rất là nhiều offer ấy, thì mình chỉ muốn nói là hãy kiểu để ý xem là vì không phải cái offer nào nó cũng có nó cũng giống như kiểu những cái gì mà bạn nhìn thấy ấy. Nó là một cái kiểu là có thể có một cái gì đấy mà bạn chưa nhìn rõ, hoặc là có một cái gì đấy mà kiểu bạn bạn chưa hiểu hết ấy. Đấy, vì Seven of Swords nó là một cái năng lượng nó khá là kiểu sneaky ấy, nó lén lút ấy, nên là mình cảm thấy đối với những cái cơ hội trước mặt ấy thì các bạn cần phải cẩn thận ấy, kể cả là có đi về phía trước ấy. Ngoài ra mình cũng cảm thấy là bạn nên kiểu sàng lọc với những cái gì mà mình muốn làm nữa ấy. Có thể là bạn đang có rất là nhiều ý tưởng, có rất là nhiều kế hoạch, nhưng mà kiểu hãy cẩn thận ấy, hãy suy nghĩ thật kỹ về những cái kế hoạch mà mình đang có và lựa chọn ra một cái mà nó thật sự kiểu hợp lý nhất để kiểu bắt đầu thực hiện nó ấy. Chứ đừng có cái kiểu có nhiều quá xong rồi trải dài năng lượng của mình ra khắp mọi nơi ấy. Mình nhận thấy được rằng là đây là một cái tụ mà các bạn rất là tài năng, các bạn có rất là nhiều tài và có rất là nhiều thú vui, không phải thú vui mà có rất là nhiều đam mê kiểu vậy. Có thể ví dụ các bạn làm nghệ thuật thì có thể các bạn vừa thích hát, vừa thích diễn, vừa thích viết lách chẳng hạn, và rồi thì các bạn kiểu làm hết tất cả mọi thứ cùng một lúc ấy. Nó là một cái năng lượng mà kiểu muốn các bạn tập trung cái năng lượng của mình, hoặc là tập trung cái sức lực của mình ấy ở một không phải ở một mà là ở những cái thứ quan trọng nhất thôi, và ở những cái thứ mà bạn biết được rằng hoặc bạn cảm thấy được nó là kiểu những cái thứ mà sẽ đem lại cho các bạn cái thành quả tốt nhất ấy. Đấy, chứ đừng kiểu trải rộng nó ra xong cái gì cũng thử một tí, cái gì cũng thử một tí ấy. Nó không phải là cái cách kiểu hợp lý ấy, và nó sẽ chỉ làm cho các bạn kiểu mệt mỏi hơn ấy, và nó cũng sẽ khiến cho mọi thứ nó không thành được ấy. Với những cái bạn mà kiểu có quá là nhiều ý tưởng ngay một lúc ấy, nó sẽ khiến cho kiểu mọi thứ nó bị mất hiệu quả đi ấy, khi mà bạn trải khá là nhiều năng lượng của mình ra ấy và không tập trung nó vào một điểm hoặc tập trung nó vào những cái điểm quan trọng thôi. Ace of Pentacles nó là cái năng lượng mà kiểu một cái gì đấy định làm nhưng mà không được ấy, hoặc là gì nhỉ? Một cái gì đấy làm nhưng mà không thành ấy. Đấy, thì mình chỉ muốn nói là có thể là các bạn đang ở trong cái giai đoạn như thế này, hoặc nếu không ấy thì mình chỉ muốn nhắc nhở các bạn là hãy cẩn thận với cái việc là có quá là nhiều những cái lời mời gọi bên ngoài, có quá là nhiều kế hoạch, có quá là nhiều ý tưởng ấy, thì hãy kiểu tập trung nó vào những cái thứ mà nó thật sự quan trọng, những cái thứ mà nó thật sự đem đến kết quả tốt với bạn ấy. Đấy, và Page of Pentacles nó là cái kiểu mà bắt đầu làm nó ấy. Đừng có kiểu suy nghĩ nhiều quá mà kiểu hãy bắt đầu làm nó đi ấy, chọn một cái việc mà kiểu bạn cảm thấy phù hợp nhất, tốt nhất để làm ấy. Mình thấy có rất là nhiều Pentacles ở trong trải bài này. Chính vì thế là có thể các bạn mới bắt đầu startup chẳng hạn, hoặc là làm việc xong rồi cũng bắt đầu thêm một cái dự án kinh doanh bên ngoài ấy, có thể là nó sẽ tốn khá khá thời gian và nó sẽ đòi hỏi bạn cần phải tìm hiểu, nghiên cứu rất là nhiều. Tuy nhiên nó hứa hẹn cho các bạn một cái việc là sau này nó sẽ rất là chắc chắn và rất là lâu bền. Nó là một cái gì đấy mà kiểu các bạn có thể dựa dẫm vào được ấy. Theo chúng ta sẽ đến với xem là có thêm thông tin gì không nhá. Các bạn có đã đi đúng hướng không? Các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình? Trên hành trình các bạn có thể đang gặp phải cái thời điểm là có quá nhiều thứ để làm ấy. Ý là có quá nhiều thứ để có thể làm ấy. Có những mấy tụ trước thì còn là cái kiểu không biết phải làm gì ấy, còn cái tụ của các bạn thì là cái kiểu có quá nhiều thứ để làm ấy. Chúng ta có community. Về cái lá này thì mình cảm thấy là nó là kiểu gì nhỉ? Có thể là các bạn nên làm việc với người khác à, hoặc là thay vì cái việc là kiểu làm một mình ấy thì các bạn có thể hỏi ý kiến người khác ấy. À, ngoài ra cái community này ấy, cái việc mà nó có rất là nhiều con vật ấy, từ con hươu đến con chim các kiểu ấy, mình cảm thấy nó là cái sự đa dạng nữa ấy. Nên có thể thấy là các bạn là những cái người mà rất là đa tài. Đúng rồi, các bạn rất là đa tài, có thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Nó cũng kêu gọi các bạn là ok, hãy kiểu theo đuổi những cái tài năng các bạn đang có ấy và nhận lại nó ấy. Chúng ta có building block. Và cuối cùng, chúng ta có deep knowing. Deep knowing rất giống với cả cái số 7 của The Chariot.
và hai số 7 này. Và chúng ta có deep knowing 4 cộng 3 bằng 7 nữa, rất nhiều số 7 ở đây. Có thể đây là cái số mà kiểu các bạn hay nhìn thấy ấy, hoặc có thể các bạn sinh vào tháng 7 nếu như các bạn nào là cự dài. Ngoài ra tháng 7 cũng có thể là sư tử nữa. Mình cảm thấy là với những cái lá này ấy, thì nó muốn kêu gọi các bạn là gì nhỉ? Thứ nhất là building block ấy, nó là cái kiểu từng bước một chậm và chắc ấy. Đấy, build dần lên ấy. Mình nghĩ là với những cái bạn mà kiểu có nhiều tài lẻ hoặc là có nhiều tài, các bạn đang làm nhiều việc cùng một lúc ấy, thì thay vì cái việc là kiểu trải dài cái năng lượng của mình ra và kiểu làm nhiều thứ ấy, thì hãy tập trung vào một hai cái việc mà kiểu bạn yêu thích nhất và nó phù hợp nhất ấy, sau đó thì build dần lên ấy, từng bước một ấy. Từng cái nhỏ nhỏ một ấy, sau đấy thì kiểu nó sẽ đi lên dần ấy. Mình cảm thấy là các bạn chỉ nên tập trung vào kiểu hai thứ rồi ấy, vì ở đây mình thấy rất nhiều thứ liên quan kiểu chỉ có số 2 đấy. Sau đấy thì dần dần từng bước một ấy. Ví dụ như kiểu các bạn làm ở công ty và rồi các bạn kinh doanh ngoài ấy, thì hãy kiểu dần dần kiếm khách hàng này, sau đó dần dần kiểu marketing này, sau đấy kinh doanh lên này. Nó là cái kiểu không phải là cái kiểu làm nhiều thứ rồi thì cái gì cũng không giỏi ấy, mà là làm một hai thứ sau đấy thì kiểu master ở cái thứ đấy ấy. Nó là cái lời nhắn như thế. Lời nhắn gì dành cho các bạn tụ ba không? Các bạn đang ở đâu trên hành trình của mình? Mình nghe thấy là kiểu chắc chắn các bạn đã đi đúng hướng rồi ấy. Và giờ chỉ là cái lúc mà kiểu các bạn đào sâu thôi ấy. Các bạn là kiểu đã tìm thấy rồi ấy. Chúng ta có cho hard work is paying off. Đây là cung market. Market là một cái cung mà kiểu làm việc rất là chăm chỉ ấy. Mình cũng có thể thấy là các bạn là một cái người mà cắm đầu cắm cổ làm việc khá là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Thì mình chỉ muốn nói là bất kể là những cái ý tưởng và những cái hard work mà các bạn cần phải làm hoặc là các bạn đã làm rồi ấy, nó sẽ là giống kiểu là sẽ là món quà ấy, nó sẽ trả lại cho các bạn ấy. Hãy cố gắng kiểu tập trung vào nó ấy. Cuối cùng chúng ta có surrender to the divine full moon, thì cái lá này rất là kiểu quyền lực nhá, vì cái mặt trăng nó rất là to ấy. Đấy, với cái lá này thì mình cảm thấy là cái mục tiêu của các bạn muốn đạt được, cái ước mơ của các bạn ấy, nó giống như kiểu nó chắc chắn rồi ấy, và bạn chỉ cần đầu hàng thôi ấy. Ý là hãy kiểu tin là kiểu chắc chắn là kiểu mình sẽ đạt được ấy, chỉ cần cứ thế tiến lên phía trước, cứ thế đi tiếp thôi ấy, vì chắc chắn là các bạn đã đi đúng hướng rồi ấy. Và cái thành quả hoặc là cái thành công, cái mục tiêu mà các bạn muốn đạt được ấy, nó kiểu đang chờ các bạn ấy, nó kiểu chỉ đang chờ các bạn phi ngựa đến đón thôi ấy. Phi đến đây thôi ấy, chứ không có cái gì là kiểu ngăn chặn được các bạn nữa ấy. Mình nhìn thấy là trước mặt các bạn sẽ không có nhiều chông gai quá đâu, có thể là nó sẽ có những cái khó khăn nhỏ nhặt, nhưng mà nó chỉ cần các bạn cố gắng và kiểu đi tiếp thôi là được ấy, vì cái thành công mà các bạn đang chờ nó ở trước mặt rồi ấy. Đấy là tất cả những cái gì mình có thể nhìn thấy cho các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy like, subscribe nếu như các bạn thấy thích. Mình có một kênh TikTok có làm về các cung hoàng đạo và astrology, các bạn có thể check nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.